Kính chào quý vị, bây giờ là thời gian của bản tin tài chính thị trường trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn trong số các thị trường mới nổi. Thêm phí dịch vụ đối với ô tô miễn đăng kiểm lần đầu. Thương mại toàn cầu giảm 5% so với năm ngoái. Thưa quý vị, với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, vượt xa các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Việt Nam chính là cơ hội hiếm có mà các nhà đầu tư nên nắm bắt. Nhận định này được đưa ra trên một nền tảng dịch vụ uy tín trong lĩnh vực tài chính của Mỹ. Theo bài viết trên trang SeekingAlpha.com, nền kinh tế Việt Nam có nhiều động lực tăng trưởng, trong đó phải kể đến lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, tài nguyên thiên nhiên và mối quan hệ thương mại với các nền kinh tế lớn như Mỹ và Trung Quốc. Nhờ vậy mà Việt Nam ngày càng trở nên quan trọng đối với thương mại toàn cầu. Bài viết nhấn mạnh rằng nhiều yếu tố cho thấy Việt Nam là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư vào thị trường mới nổi. Một trong số đó là lợi ích từ nền kinh tế định hướng trong nước mà Việt Nam đang xây dựng, khi ít bị ảnh hưởng trước các điều kiện thị trường quốc tế và căng thẳng chính trị. Việt Nam cũng đã trở thành một nền kinh tế đa dạng, cân bằng giữa tăng trưởng, dựa vào xuất khẩu và nhu cầu nội địa ngày càng tăng. Nhờ đó mà Việt Nam vừa xuất khẩu mạnh, vừa có cơ sở tăng trưởng tiêu dùng nội địa. Ngoài ra, chứng khoán trong nước của Việt Nam vẫn tăng so với mặt bằng chung của các thị trường mới nổi kể từ năm 2018, với những cải cách về cơ cấu kinh tế và thị trường của Việt Nam trong thập kỷ qua. SeekingAlpha khuyến nghị các nhà đầu tư nên cân nhắc nắm lấy cơ hội mới nổi này. Trong khuôn khổ sự kiện Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn Kết nối Sản phẩm OCOP Đồng bằng Sông Cửu Long 2023, vào chiều 11 tháng 12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững ngành hàng tôm. Phát biểu tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng tình hình sản xuất nuôi trồng thủy sản vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, thách thức, như quy hoạch phát triển ngành tôm còn nhiều bất cập, hạ tầng nuôi trồng thủy sản chưa đáp ứng được yêu cầu, cơ chế chính sách thu hút đầu tư còn nhiều bất cập, người dân doanh nghiệp thiếu vốn, khó tiếp cận tín dụng, tổ chức sản xuất theo liên kết chuỗi chậm phát triển, thiếu bền vững. Các dịch vụ logistics còn hạn chế, chi phí cao nên khả năng cạnh tranh thấp, hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao, thiếu bền vững. Từ những khó khăn trong phát triển ngành hàng tôm, các đại biểu đã đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn từ khâu con giống, thức ăn đến quy trình nuôi tôm, chuỗi giá trị ngành tôm. Hội nghị là cơ hội để các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân cùng chia sẻ, trao đổi, đánh giá một cách hệ thống những kết quả đạt được, những khó khăn hạn chế đã qua. Qua đó, đề ra kế hoạch, giải pháp đồng bộ, có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển ngành tôm, phát triển hiệu quả và bền vững. Bộ Giao thông Vận tải đang dự thảo thông tư quy định về mức giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với những phương tiện được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất mức giá lập hồ sơ phương tiện đối với những phương tiện được miễn kiểm định lần đầu là 50.000 đồng một phương tiện, đối với dịch vụ in lại tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định mức thu bằng 50% mức giá lập hồ sơ phương tiện. Ngoài ra, dự thảo cũng quy định khi thu tiền dịch vụ, đơn vị đăng kiểm sử dụng hóa đơn cung ứng dịch vụ theo các quy định hiện hành, có nghĩa vụ công khai thông tin và niêm yết giá dịch vụ nộp thuế đối với số tiền thu được và có quyền quản lý sử dụng số tiền còn lại sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật. Bộ Giao thông Vận tải cũng vừa báo cáo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc mở rộng dịch vụ thu phí không dừng tại các trạm thu phí cảng hàng không sân bay. Theo Bộ Giao thông Vận tải, các ý kiến đóng góp của các bộ ngành liên quan cơ bản thống nhất sự cần thiết phải triển khai thu phí không dừng tại các cảng hàng không sân bay như đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải. Đối tượng thu phí là các xe ô tô ra vào khu vực đón trả khách. Việc thu phí nhằm bù đắp một phần chi phí đầu tư, quản lý, khai thác, bảo trì, tổ chức phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự đối với hệ thống đường dẫn vào nhà ga của cảng hàng không sân bay. Năm 2023 là năm bùng nổ của xuất khẩu trái sầu riêng sang thị trường Trung Quốc với trên 2 tỷ đô la Mỹ sau 11 tháng. 10 tháng đầu năm nay, Trung Quốc chi hơn 3,2 tỷ đô la Mỹ nhập rau quả từ Việt Nam, đưa kim ngạch nhập nông sản lên con số kỷ lục trên 7,5 tỷ đô la Mỹ. Hiện 14 loại nông sản, trong đó 9 mặt hàng trái cây được xuất chính ngạch là thanh long, nhãn, chôm chôm, xoài, mít, dưa hấu, chuối, măng cụt, sầu riêng. Và hơn 2.940 mã sản phẩm làm thực phẩm chế biến cũng được Tổng cục Hải quan phê duyệt để xuất chính ngạch, đem lại doanh thu tỷ đô la Mỹ.
Thị trường 1,4 tỷ dân của Trung Quốc đầy sức hấp dẫn với mọi nhà xuất khẩu, nhưng không còn dễ tính khi họ đưa ra nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng cho hàng Việt. Hiện các kênh phân phối đang triển khai giải pháp để đảm bảo nguồn hàng giữ giá ổn định từ nay cho đến sau Tết. Nhiều doanh nghiệp thậm chí còn tăng cường khuyến mãi giảm giá. Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng sức mua dịp cuối năm và Tết năm nay sẽ tăng khoảng từ 11 đến 13% so với năm trước. Nhiều đơn vị cũng linh động thiết kế những sản phẩm vừa túi tiền, không quá cầu kỳ, mang tính ứng dụng cao để phục vụ người tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn. Phí dịch vụ trong giữ xe ô tô tại chung cư ở Hà Nội bắt đầu có xu hướng tăng từ đầu năm 2023. Các chủ đầu tư khẳng định mức phí này thường được xây dựng hợp lý. Mức giá áp dụng sau tăng ở khoảng từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng một tháng đối với xe ô tô thứ nhất và khoảng 1,8 triệu đồng một tháng đối với xe ô tô thứ hai, tùy thuộc vào vị trí chung cư. Cá biệt có chung cư áp dụng mức phí gửi ô tô mới tăng hơn 53% so với mức giá cũ, từ 1,5 triệu đồng một xe một tháng lên 2,3 triệu đồng một xe một tháng. Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển gọi tắt là UNCTAD cho biết thương mại toàn cầu trong năm nay ước tính sụt giảm 5% so với năm ngoái, đồng thời dự báo triển vọng ảm đạm vào năm tới 2024. Trong báo cáo cập nhật thương mại toàn cầu, Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển ước tính kim ngạch thương mại toàn cầu năm 2023 đạt sắp xỉ 30.700 tỷ đô la Mỹ. So với năm ngoái, giá trị thương mại hàng hóa giảm gần 2.000 tỷ đô la Mỹ, tương đương mức giảm 8%. Song thương mại dịch vụ tăng khoảng 500 tỷ đô la Mỹ, tương đương mức tăng 7%. Hội nghị trên nhận định thương mại toàn cầu sụt giảm một phần là do xuất khẩu kém hiệu quả của các nền kinh tế đang phát triển ở Đông Á, một phần khác do nhu cầu sụt giảm ở các nước phát triển, cũng như do giá cả hàng hóa giảm. Đồng thời, dự báo triển vọng thương mại toàn cầu năm 2024 vẫn rất bấp bênh và nhìn chung là bi quan. Cơ quan Liên Hiệp Quốc này nhấn mạnh rằng, mặc dù một vài chỉ số kinh tế cho thấy những tín hiệu cải thiện tiềm tàng, nhưng mà dự báo căng thẳng địa chính trị dai dẳng, nợ cao và tính bấp bênh của nền kinh tế lan rộng sẽ tác động tiêu cực đến mô hình thương mại toàn cầu. Mexico thông báo kể từ đầu năm cho đến nay, các doanh nghiệp quốc tế đã công bố hơn 360 dự án đầu tư vào nước này, với tổng giá trị là hơn 106 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức cam kết đầu tư kỷ lục vào quốc gia Bắc Mỹ, với gần 40% số vốn đến từ các doanh nghiệp Mỹ. Ngoài ra, thì tổng số đầu tư nước ngoài đã được thực hiện trong 9 tháng đầu năm cũng tăng mạnh. Bộ Kinh tế Mexico cho biết, số vốn mà các nhà đầu tư nước ngoài cam kết tương đương 6,4% tổng sản phẩm quốc nội GDP của Mexico trong năm ngoái, đồng thời dự kiến tạo ra khoảng gần 230.000 việc làm mới, trong đó hơn 40% vị trí việc làm liên quan đến ngành công nghiệp ô tô. Trong số này, các doanh nghiệp Mỹ đưa ra cam kết đầu tư lớn nhất với hơn 42 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc đứng thứ hai với hơn 12,6 tỷ đô la Mỹ, Đan Mạch 10,17 tỷ đô la Mỹ. Sau đó là các nhà đầu tư đến từ vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc, Australia và Hàn Quốc. Các lĩnh vực được cam kết để rót vốn đầu tư mạnh nhất lần lượt là sản xuất chế tạo, năng lượng, vận tải, xây dựng và thương mại. Trong khi đó, tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã được thực hiện ở Mexico trong 9 tháng đầu năm nay cũng tăng mạnh so với năm ngoái. Vì cả đầu tư trực tiếp và cam kết đầu tư trực tiếp cùng tăng mạnh được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế Mexico phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Thưa quý vị, sau những hạn chế do đại dịch COVID-19 và sự nở rộ của hình thức mua hàng trực tuyến, mùa Giáng sinh 2023 tại Italy đang chứng kiến xu hướng quay trở lại các khu chợ truyền thống của người tiêu dùng. Bất chấp tiết trời lạnh cuối năm, có lúc còn kèm theo mưa, nhưng người tiêu dùng ở Italy vẫn kéo đến các chợ Giáng sinh truyền thống để vừa mua sắm, vừa được đắm mình trong bầu không khí lễ hội. Những sản phẩm được bày bán tại hội chợ thường là đặc sản ẩm thực của các vùng miền và các đồ trang trí cầu kỳ, tinh xảo. Tôi nhận thấy rằng so với mua sắm trực tuyến hoặc là kể cả so với các siêu thị hiện đại, chợ truyền thống mang đến bầu không khí ấm áp hơn vì người bán và người mua được gặp gỡ trực tiếp với nhau và cùng nhau trải nghiệm sản phẩm. Tại các gian hàng trong chợ, việc trao đổi và mua bán với khách hàng diễn ra thuận tiện vì hầu như mọi người đều biết rõ về các sản phẩm được bày bán và nếu muốn thì họ có thể trực tiếp nếm thử trước khi mua về ăn. Kết quả khảo sát cho thấy, các chợ truyền thống tại Italy có thể thu hút khoảng 28 triệu lượt du khách tới tham quan và mua sắm cho kỳ nghỉ lễ lớn nhất trong năm. Tuy nhiên, thì tình hình kinh tế khó khăn khiến cho nhiều người có thể chỉ ưu tiên mua sắm những sản phẩm thiết yếu nhất, đặc biệt là thực phẩm.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tài chính thị trường ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.